GLC 200 của thầy giáo của con mình gửi bán quý khách hàng nhé. Xe sản xuất 2018 nhưng mà đi chỉ có 7.000 km thôi, chưa đến 1 vạn. Xe còn mới, thơm mùi mới. Nếu cả đăng ký khi thầy giáo mua thì nó lên đến 1 tỷ 920 triệu, nhưng giờ chỉ bán 1 tỷ 600 xx thôi. Chúng ta cùng tiến lại gần xem mà thầy giáo đi có cẩn thận không, mà chiếc xe này nó còn đẹp không nhá. Chúng ta tiến gần lại xem nào. Thầy giáo rất cẩn thận, đi rất ít, cảm biến trước sau đầy đủ. Quý khách mà muốn biết thông tin chi tiết của chiếc xe GLC 200 sản xuất 2018 thì hãy gọi theo số máy 0917399798 nhá. Thì để Sàn Auto Việt Nam sẽ kết nối với khách hàng, với thầy giáo của con tới nhá. Chúng ta tiến gần lại xem nào. Ta thử mở máy xem là năm 2018 chủ mua còn có đẹp không. Wow, thầy giáo rất cẩn thận, chỉ gửi ở hầm Tham City thôi, không đi mấy. Tất cả những cái ốc keo chỉ rồi ốc cabo rồi hầu như là còn zin 100% mới đen luôn. Khách hàng bật mí cho khách hàng biết nhá, khách hàng mua con xe này giảm được gần 300 triệu đấy. Ta tiến gần lại xem là ngoại thất trắng thì nội thất màu gì nhá. Không xước một vết nào cơ này. Năm 2018 sản xuất nhưng mà chủ đi có bao nhiêu nghìn km nhỉ? Có chưa đến 1 vạn thôi, có 7.000 km thôi. Ta tiến gần lại xem nội thất những gì nào. Wow, nội thất rất đẹp. Nội thất đẹp từng chi tiết nhỏ, vô lăng thì thôi rồi, một màu nâu tuyệt đẹp. Quá đẹp đúng không quý khách hàng? Ta tiến rằng sau tí để chúng ta cùng ngồi đây xem nào. Chủ đi rất cẩn thận, đi rất ít, nội thất hầu như mới nguyên, mới tinh luôn. Mà giá chỉ có 1 tỷ 600xx. Thì hãy gọi theo số máy 0917399798 để ta biết xem là giá bao tiền nhá. Chúng ta cùng mở cốp xem nào. Cốp điện, keo chỉ zin bản, xe rất là đẹp. Nội thất bên trong, xe này của một thầy giáo của con mình gửi bán, nên quý khách mà mua thì sẽ được là gần 300 triệu. Nếu cả đăng ký năm đấy thầy giáo mua giá là 1 tỷ 900xx. Thế mà bây giờ thì bán chỉ có 1 tỷ 600xx thôi. Chúng ta thử hé lên xem nào, có những cái gì nào. Wow, khiếp này, chưa thể mở cái này luôn. Đấy, còn zin bản này không thể mở luôn này. GLC 200 rất đẹp đúng không quý khách hàng? Ta tiến lại gần một tí đã xem nào. Nội thất có những cái gì nào. Không hít anh, lấy đâu ra hít? Hít ở đâu? Nội thất bên trong màu kem rất là đẹp đúng không quý khách hàng? Phối màu rất là đẹp, khoang điều hòa đằng sau mát lạnh. Chúng ta thử tiến vào trong xem có những cái gì nội thất bên trong nhá. Lên xe để khám phá xem là chiếc xe này sản xuất năm bao nhiêu nào. Sản xuất 2018, rất đẹp đúng không quý khách hàng? Nội thất bên trong màu kem. Chúng ta cùng cất đi để chuẩn bị xem là nội có những cái gì nào. Khoang điều hòa mát sâu, vô lăng tích hợp điều khiển kín mít luôn. Có rất nhiều các tính năng khác mà phân khúc khác tầm trên tỷ không có được. Thì chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký kênh và gọi ngay cho Sàn Ô tô Việt Nam để kết nối cùng con xe Merc GLC 200. Quý khách muốn biết thông tin chi tiết của những chiếc xe này chào bán nhá, thì hãy gọi theo số máy 0917399798 để được kết nối với thầy giáo của con gái mình nhá. Sàn Ô tô Việt Nam xin cảm ơn và chia sẻ bài cho kênh Sàn Ô tô Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng nhá. BMW 428i, động cơ 2.0 sản xuất 2014, đăng ký lần đầu tại Việt Nam 2015. Năm 2014 thì giới báo chí họ viết nhiều lên chiếc BMW mui trần này. Mà giá mà năm 2014 thì chủ phải bỏ ra đến gần 4 tỷ đồng mới có một chiếc BMW mà Sàn Ô tô Việt Nam đang chào bán giá là 2 tỷ 120 triệu. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 75% giá trị xe. Thì Sàn Ô tô Việt Nam sẽ giới thiệu với quý khách hàng một chiếc xe BMW 320i sản xuất 2010, xe cực chất quý khách hàng nhé, chỉ chạy có mấy vạn km thôi. Nội thất và ngoại thất thì còn tương đối đẹp, chủ rất cẩn thận, đăng kiểm dài hạn đến cuối năm 2020 với hạn đăng kiểm, sơn zin hầu như là 90% theo xe, biển kiểm soát Hà Nội. Chúng ta thử hé xem nào, biển 30F rất là đẹp. Chúng ta cùng đi quanh xe một lúc nữa xem là xe có đẹp không nhá. Mà Sàn Ô tô Việt Nam đang chào bán rộng rãi trên các trang mạng giá chỉ có 575 triệu thôi. Mà ta đã có một chiếc xe BMW nhập khẩu nguyên chiếc để chúng ta đi rồi. Sàn Auto Việt Nam đang chào bán rộng rãi trên các trang mạng giá chỉ có 1 tỷ 130 triệu thôi, hỗ trợ về 4 ngân hàng lên đến 75% giá trị xe. Khi khách chỉ bỏ ra có khoảng 200-300 triệu thôi mà ta đã có một chiếc xe Mini Cooper nhập khẩu nguyên chiếc tại Anh Quốc đi rồi, đúng không nào? Chúng ta cùng theo tiến lại gần xem chiếc Mini Cooper này. Năm 2013 giới báo chí bên Anh họ nói gì về chiếc Mini này nhé, để xem là sân si và chủ có cẩn thận không mà Sàn Auto Việt Nam nhập về mới mà đã chào bán rồi. Chúng ta cùng tiến gần lại xem nào. Zin 100% theo xe của một chiếc xe Mini Cooper, chủ rất cẩn thận phủ cho mình một lớp nano, xe chính chủ một chủ từ đầu. Chúng ta cùng mở nắp cabo xem nào chiếc xe Mini Cooper này máy như thế nào nhé. Mở nắp lên rồi ta nhìn thấy nó một bộ mặt máy trước rất là đẹp, đúng không? Như một con ngựa, đúng không? Một đèn pha cực sáng này, máy móc nguyên bản này, keo chỉ zin bản này. Tất cả những chiếc xe chào bán tại sàn máy nguyên xe không lỗi đã đúng rồi. Phát hiện đâm vào gập nước thì Sàn Auto Việt Nam sẽ nhận ngay lại xe và trả lại tiền cho quý khách hàng. Nói nhỏ với quý khách hàng thôi nhá, Sàn Auto Việt Nam làm bằng văn bản trên hợp đồng mua bán, chứ không thể nói chơi theo mùa được. Từng những cái ốc thụt của chiếc xe Mini Cooper nhập khẩu nguyên chiếc cũng chưa bao giờ bị xoay ốc ra được. Chúng ta cùng tiến xung quanh chiếc xe Mini xem có đẹp không nào. Chiếc xe quá đẹp đúng không quý khách hàng? Sơn zin 100%, la răng rất đẹp. Sự khác biệt của chiếc Mini Cooper nhập khẩu nó khác với nhiều những chiếc xe khác.